Zalo em nghĩa xin mến chào thưa các bác nhá. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 28 tháng 2. Thì em cũng tranh thủ lên video mới giới thiệu với các bác. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác. Nó có 12 cái máy cắt cỏ dính nguyên bản của Nhật hết các bác nhá. Các bác xem qua kênh của bên em lần đầu thì luôn nhớ ủng hộ em bằng một lượt like, đăng ký kênh, ấn chuông cho tất cả để cập nhật những video mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác có thứ nhất có ba con máy hàng động cơ 4 kỳ, có hai con Makita và một con Robin cô nhá, giá rất cực kỳ mềm luôn, và một con máy hàng Estin. Con này thì công suất 26 cc, nòng 34 ly, bố tum rời, bố tum sắt các bác nhá. Và bốn con máy Echo đời mới các bác này. Dòng này là dòng Echo đời mới tay cao bóp mỏ quạ các bác nhá. Các bác có sử dụng cắt cỏ gia đình thì lấy những con này rất là hợp lý luôn, cực kỳ tiết kiệm xăng nhá. Và lên cho các bác một con máy Komatsu, con này thì là G2KC, con đấy thì nòng 32 ly, giá rẻ. Và ba con máy hàng Baolo các bác nhá. Một con Ryobi tay tum rời và hai con máy Echo Kirit, một con có đề các bác nhá. Rồi, các bác mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại là 0947 nhé các bác nhé. Số của em là 0947594678 và số này em cũng sử dụng Zalo nhé các bác nhé. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa máy Nhật bãi. Và đặc biệt bên em, các bác mua hàng ở bên em thì bên em sẽ không các bác sẽ không phải đặt cọc bên em. Nói chung là em sẽ gửi hàng về tận nơi, các bác được quyền kiểm tra, test nổ đúng máy như các bác đã đặt thì mới nhận hàng nhé. Và ngoài ra thì các bác mua hàng ở bên em thì có bán, nói chung là có tặng kèm theo cho các bác là có một cái tiếp mở hai đầu nhá. Đầu này là đầu 13, 19 thì các bác mở, đầu 19 thì các bác mở buji này, đầu 13 thì các bác cần mở để tháo đầu bò lắp dao. Đấy, một cái nục giác 4 này để các bác mở tháo hai tay ghi đông này. Đấy. Và có tặng kèm cho các bác một cái dao vuông nhá, một cái dao vuông. Một chai nhớt nhỏ. Một cái dao tròn. Dao tròn thì các bác có dao tròn của Nhật nhá. Cái dao này thì các bác về đánh sơ qua nên được dùng. Và tặng cho các bác một cái dây đeo nhá. Tất cả đủ 5 6 món và chắn cỏ nữa là 7 món nhá các bác nhá. Và ngoài ra thì các bác mua hàng bên em thì có bán kèm theo cho các bác là có bát xích lớn hai chấu nhá. Bát xích này thì sử dụng cho máy công suất lớn một chút, cái này thì giá của nó là 150 ngàn. Cái này thì các bác sử dụng để cắt cỏ, ví dụ như nhà mình đá sỏi nhiều cỏ cao thì dùng những con này đấy, nó vụt thì đỡ nguy hiểm hơn dao, hoặc là nó sẽ mạnh hơn bát xích một chút, bát cước một chút các bác nhé. Và ngoài ra thì bên em có bán kèm theo cho các bác là có đầu bơm mini. Đầu này thì các bác để gắn bắt trực tiếp vào đầu máy cắt cỏ để các bác sử dụng bơm để tưới rau tưới đồ. Đấy, giá của nó là 135 ngàn. Và ngoài ra thì bên em có bán luôn động nhớt động cơ 2 kỳ. Nhớt này thì nhớt loại nhớt Enger, nhớt này thì bên em bán cách đây cũng nói chung là cũng nhiều năm rồi, các bác sử dụng rất là tốt. Đây, nhớt này thì có hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn nhá. Nhớt này thì nó có ghi ở đây là 50 này đấy, và 100 này các bác sử dụng là 50 thì nó sẽ khoảng tầm căn 1 lít xăng, hoặc là 100 mini thì sẽ khoảng tầm 2 lít, 2 lít rưỡi là vừa tầm đấy. Rồi, giá của nó là 100 ngàn các bác nhé. Rồi, trong khi like thì em sẽ báo rõ số lòng số ni và test nổ từng cây. Các bác lưu ý thì thấy những cái máy nào ưng ý hợp lý, thấy hợp với gia đình nhà mình, ví dụ như hợp với túi tiền nhà mình là một này, thứ hai là cỏ nhà mình hoặc là vườn nhà mình nó vừa tầm thì các bác chốt hàng. Đấy, em sẽ gửi về tận nơi rồi các bác kiểm tra rồi thanh toán. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác là lô chữ B các bác nhá. Lô chữ B, cái số đầu tiên em giới thiệu với các bác là cây số B1, một cái máy hàng Komatsu. Cái này thì Komatsu G2KC các bác nhá. Cái này G2KC, nòng nó 31 32 ly. Con này thì nặng của nó cho mình khoảng tầm 5 kg rưỡi các bác nhá, 5 kg rưỡi. Đây, con này thì tất cả đều nguyên zin, chỉ có chắn cỏ thay mới thôi. Tay ga thì tay ga thắng xe đạp nhá. Thắng xe đạp, tay bóp thắng xe đạp. Đấy. Các bác cắt cỏ gia đình, cắt cỏ cho trâu, cho bò, cho cá nhà mình, cắt cỏ quanh quanh nhà này, con này xài rất là vừa tầm. Nó vừa túi tiền. Đấy. Nặng 5 6 kg. Con này sử dụng chế rin của nó là chế quan bản là chế One Pro. Chế rin nguyên bản chế One Pro tự động các bác nhá. Chế này thì các bác không cần phải chỉnh trọt gì nữa, chỉ việc đổ xăng vào dùng thôi. Cái này thì nòng hơi này, bô biếc này, bịt xăng dưới này, tất cả đều nguyên zin. Rồi giờ em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Cỏ tầm khoảng tầm ngang đồ ấy trở xuống là con này nó quật, nói chung là đã cắt rất là ok rồi các bác nhá. Tắt dây nguyên bản nó thiết kế ngay đây, cực kỳ là nhìn cực kỳ là tinh tế cho các bác luôn. Rồi sẽ test nổ lại các bác nghe thử này, cực kỳ dễ nổ các bác nhá. Rồi, con này là con máy Komatsu, con này G2KC, giá này là 1.200.000 các bác nhá. Giá đã hoàn toàn bao ship cho các bác rồi, tất cả cam kết với các bác là đều dinh hết nguyên bản. Đấy. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B2, một con máy hàng Echo đời mới. Con này thì
tất cả của nó đều nguyên zin. Tên riêng của nó là tên là Echo EGT các bác nhá. Đây nó ghi chữ Echo trên này. EGT con này là 220 mà lòng nó là 32 ly các bác nhá. Con này thì tất cả đều zin nguyên bản và đặc biệt sở hữu cái tay ga của nó là tay ga bóp mỏ quạ. Đây, cực kỳ xịn sò luôn, bóp cực kỳ nhạy này. Đấy. Dòng này thì các bác cắt cỏ gia đình khoảng tầm tập trung nhà mình khoảng tầm 20-40 cm trở lại là cắt vừa tầm nhất các bác nhá. Còn nhà mình khoảng tầm có 1-2-3 sao vườn thì đó trở lại, 5 sao vườn trở lại thì cắt những con này. Nó rất là nhẹ nhàng, dễ dùng. Chị em phụ nữ dùng cũng rất là hợp lý luôn. Đây tay ga bóp mỏ quạ zin. Đấy. Nó đi sử dụng là vú bơm là chế vú bơm trước các bác nhá. Nắp xăng của nó thì hoàn toàn là nắp xăng kín luôn. Đây nỗi sạc khí của nó trên này. Tất cả đều nguyên zin. Đấy. Rồi em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Rồi, tình trạng máy màu sắc các bác thấy này, tình trạng màu sắc sơn zin nguyên bản còn rất là mới nhé. Đây, tem Neyma của nó này và số seri của nó bên cạnh này các bác này. Đấy. Số seri của nó là 58 này 062280 Echo EGT 220 của tập đoàn Zabarbico sản xuất. Đấy, tất cả đều nguyên zin. Con này có số B2 nòng 32 ni, giá con này là 1.500.000 các bác nhé, 1.500.000. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B3, con này cũng là con máy Echo EGT nữa các bác thấy này, tình trạng này. Màu sơn này cực kỳ mới luôn. Các bác thấy để ý cái tum này, những cái tum nào mà họ ít dùng là chứng tỏ cái tum rất là trắng. Đấy. Tem mác này. Bô này. Tất cả đều nguyên zin, cái lỗ xả khí trắng tinh luôn các bác. Con này còn rất là mới các bác nhá. Các bác để ý cái nắp chụp xăng này. Rất là đẹp. Tem Neyma. Đấy. Rồi, con này con số B3 cũng là tay ga bóp mỏ quạ zin các bác nhá. Màu sơn xiếc thì đều nguyên zin. Số seri của nó là 5809 này, 12770 của tập đoàn Zabarbico sản xuất luôn. Đấy, tất cả đều nguyên zin. Đầu bò chấn cỏ thay mới nhé các bác nhá. Rồi em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B3 này. Rồi, tình trạng máy nổ ga rất là êm. Con này con số B3 nòng 32 ly. B3 nòng 32 ly, giá con này cũng 1.500.000 luôn. Đấy, em để đồng giá cho các bác luôn. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B4 nhá, một con máy Echo nữa. Con này cũng là Echo EGT 220 luôn các bác nhá. Echo EGT 220. Đây. Con này thì màu sơn thì nó hơi cũ lên một chút. Nói chung là các bác có thể tình trạng là sơn xiếc thì nó cũng còn rất là mới. Nói chung là nó hơi nhám nhám một chút, cái tum thì nó hơi đen đen một chút. Đấy. Con này cũng tay ga bóp mỏ quạ zin. Tất cả đều nguyên zin, đầu bò chấn cỏ thay mới nhá. Còn tất cả đều nguyên zin hết. Con này thì độ nặng của nó trung bình khoảng tầm 5,5 kg. Các bác cắt cỏ gia đình thì rất là vừa tầm. Đấy. Nắp xăng rất là mới này. Đấy. Số con này thì số seri của nó là Echo EGT 220. Số seri của nó là 5801560 của tập đoàn Zabarbico cũng sản xuất luôn các bác nhá. Đấy. Dòng này thì cắt cỏ thì được cái là thứ nhất là được tay ga bóp mỏ quạ thì nó dễ dùng các bác nhá, dễ dùng, và thứ hai nữa là nó tiết kiệm xăng, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn, dễ dùng, dễ nổ và dễ xài. Rồi con này con số B4 em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B4 này. Oh.
Rồi, con này có số B4 lòng 32 ly, giá con này cũng là 1.500.000, giá cũng hoàn toàn bao ship và tặng đầy đủ đồ giao tiếp mở cho các bác rồi nhé. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B5, cũng là cùng một con máy hàng Echo EGT đời mới nữa. Con này thì các bác thấy tình trạng màu sơn này cũng rất là mới này, tum cũng đã hoàn toàn là bố tum liền nha, màu trắng rất trắng. Đấy. Tem mác này, tất cả đều nguyên zin, nắp xăng các bác thấy để ý kỹ bình xăng dưới này. Trắng tinh luôn, như một cái máy mới luôn các bác nhá. Đấy. Tất cả đều nguyên zin. Echo EGT luôn, con này cũng là 220 lòng 32 ni các bác nhá. Số series con này là 58 này 057523. Và Echo EGT của Yamabiko sản xuất. Đấy. Con này cũng là tay cá bắp một quả zin các bác nhá. Con này thì zin từ đầu bò, chắn cỏ, cần nắp là đều nguyên zin hết cho các bác luôn. Đấy. Máy rất là đẹp. Em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B5 này. Tình trạng con số B5 cũng rất là đẹp, các bác thấy tỉ màu sắc sơn xiếc này. Tất cả đều nguyên zin, các bác sử dụng với cắt cỏ ít dùng ấy, có thể dùng những con như thế này, rất là đẹp. Con số B5 lòng 32 ni, giá cũng là 1.500.000 các bác nhé. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số B6, một con máy hàng Eptin. Con này thì nó ghi nguyên bản là cứ chữ Eptin FS26. Con này thì công suất của nó là 26cc và lòng nó là 34 ly các bác nhé, 34 ly. Con này thì tất cả đều nguyên zin cho các bác, từ chế này, lòng hơi này, bô biếc này. Tất cả đều nguyên zin, nguyên bản của dòng Eptin Đức các bác nhé. Con này thì cắt là thực, con này là zin nguyên bản là dòng là nồi đồng cối đá rồi. Con này thì em quảng cáo rất là nhiều cho các bác. Con này thì các bác cắt thường xuyên, ví dụ như cắt cả ngày, cắt thuê hoặc là cắt cỏ nhà mình số lượng nhiều. Các bác cũng đang muốn mua một cái máy nặng khoảng tầm 5-6 kg vừa tầm nhẹ nhàng thì lấy những con này cắt khỏe. Đấy. Các bác thấy đây cái phần tum của nó này cực kỳ chắc chắn luôn. Còn máy này thì nòng lại nòng đứng nữa, rất là khỏe. Đấy. Đầu bò cực kỳ to luôn. Em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B6 này nhá, một con máy hàng Eptin. 26cc nòng 34 ly. Rồi, tình trạng máy nổ rất là bô, rất là giòn nha các bác nhé. Con này có số B6 lòng 34 ly, các bác cắt cỏ từ ngang đầu gối trở xuống hoặc là cắt cỏ dây. Cắt thường xuyên thì lấy những con như thế này, nồi đồng cối đá mà cực kỳ là bền, dòng zin nguyên bản của Eptin Đức các bác nhé. Con này có số B6 lòng 34 ly, giá con này là 1.900.000 các bác nhé. Đấy, tất cả còn rất là đẹp. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B7 nhé. Một con máy động cơ 4 kỳ, con này nó ghi cái tên riêng của nó là MM427T, con này là MM427T. Con này thì công suất của nó là 26cc và lòng nó là 34 ly các bác nhé. Con này thì thích hợp cho các bác nào mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu hoặc là nhà mình có máy cắt cỏ 2 kỳ rồi, muốn mua thêm một con máy động cơ 4 kỳ nữa sơ cua thì lấy những con máy như thế này. Con này thì các bác cắt cỏ ngang đầu gối trở xuống thì cắt rất là khỏe rồi nhé. Con này thì từ chắn cỏ, từ chế này, rồi nòng hơi này, bố biếc này, nó đi hoàn toàn là bố tum liền, bố tum sắt cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Đây. Có kệ chân chống bảo vệ bình xăng luôn, công tắc của nó đều nguyên zin, nó in nổi chữ 3D trên này, in Makita. Đấy. Đầu bò chắn cỏ, con này zin nguyên bản 100% luôn cho các bác luôn. Đấy. Cái này thì thích hợp cho các bác mình ít dùng ấy, ít dùng máy thì các bác thể dùng những con như thế này. Các bác chỉ việc mua mỗi xăng trắng loại xăng Ron 9295 thôi, các bác mua đổ trực tiếp vào đây rồi các bác dùng là không cần phải pha xăng pha đồ gì nữa. Và cái bên này thì các bác nó mua nhất lâu lâu nhà mình có nhất dư của xe máy các bác. Mình chỉ cần châm lâu lâu mình châm vào đây một chút thôi để nó làm mát máy thôi. Ví dụ như vài ba tháng các bác châm một lần. Đấy. Em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B7 này nhé. Máy rất là dễ nổ các bác nhé, cực kỳ dễ nổ.
Rồi, cái tình trạng máy máy Garanti rất là êm nhé, cực kỳ êm. Đấy, con này con số B7 nòng 34 ly, giá con này là 2 triệu. Giá hôm nay chỉ có 2 triệu 050 nghìn, một con máy động cơ 4 kỳ, xăng trắng không pha nhớt. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B8 nhá, một con máy Robin Makita nữa, con này là con Makita luôn các bác ạ. Đây, con này Makita MM425. Con này công suất của nó cũng là 25-26cc các bác nhá, 26cc. Và lòng nó là cũng là 34 ly. Con này thì tất cả đều nguyên zin cho các bác luôn. Chế này, có một rồ chế tự động này. Chế này thì cực kỳ dễ dùng cho các bác mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu, mình ít dùng. Chỉ việc mình đổ xăng vào thôi là nó được tự điều chế xăng của mình rồi, điều chỉnh cái xăng của mình rồi. Đấy, rất là dễ dùng các bác nhá. Con này thì chế này, nòng hơi bô biếc này. Đi hoàn toàn cũng là bố tum liền, bố tum sắt luôn các bác nhá. Có kệ thân chống bảo vệ bình xăng này. Đấy. Con này thì tất cả đều nguyên zin, có chắn cỏ thay mới thôi. Đấy. Máy con này thì nặng khoảng tầm 6 kg các bác nhá. Dòng Robin thì sẽ nặng hơn 2 kg một chút. Sẽ test nổ các bác nghe thử con số B8 này. Rồi, con số B8 nòng 34 ly. Các bác có thể thấy được cái ga nó còn rất là khỏe các bác nhá, rất là khỏe và đặc biệt không có một chút khói nào hết. Dòng 4 kỳ mà nó mà ra một chút khói thôi là có vấn đề các bác nhá. Nói chung là nhiều lúc là sẽ xăng nó chảy qua, còn nhiều lúc là sẽ nhớt nó bị tràn qua, nhưng mà cái này thì không có một chút khói nào, chứng tỏ cái máy này cũng còn rất là tốt các bác nhá. Con này là con số B8 nòng 34 ly, giá của nó cũng là 2.050.000. Rồi, tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B9 nhá, một con máy động cơ 4 kỳ nữa. Con này là dòng 4 kỳ đời mới của Makita luôn. Con này nó ghi tên riêng của nó là MM2651LHT. Con này công suất của nó cũng là 26cc và nòng nó cũng là 34 ly. Con này thì đi chế rin nguyên bản của nó cũng là chế con một rồ chế tự động. Con này thì đặt chế là chế nằm ngang các bác nhá, chế nằm ngang. Con này thì các bác thấy nòng hơi này. Đấy, tất cả đều nguyên zin, có chụp giật trợ lực luôn. Bô biếc này. Con này thì tay kia đông của nó là tay kia đông Sừng Châu các nhá. Tất cả đều nguyên zin, cực kỳ thon gọn. Con này nặng của nó khoảng tầm 5,5-6 kg. Con này dòng Makita đời mới, cực kỳ tiết kiệm xăng. Đây, công tắc zin của nó thiết kế ở đây các bác nhá. Tay ga này. Đấy. Sừng Châu này, tất cả đều nguyên zin. Em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B9 này. Rồi, cái Garanti nổ rất là êm các bác nhá. Con này con số B9 nòng 34 ly. Giá con này là 2.050.000. Giá cũng đã hoàn toàn bao ship cho các bác rồi nhá. Con này thì tất cả cũng là đều nguyên zin hết các bác. Đấy, các bác chỉ việc mua mỗi xăng trắng và dùng thôi, sử dụng thôi. Bình xăng trắng tinh luôn này. Đấy, rất là đẹp. Rồi. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B11. À con số B10. Con này con số B10 các bác nhá. Con này con máy bao lô, một con máy Echo Curit. Con này thì nó ghi tên riêng của nó là Echo Curit RMA240. Con này thì công suất của nó là 24cc và lòng nó là 34 ly các bác nhá. Con này thì nó còn một cục đề ở đây. Đấy, còn cục đề này. Bình xăng thì trắng tinh. Con máy này còn rất là mới các bác nhá. Hàng bao lô. Tất cả đều nguyên zin từ đầu bò. Đây, chấn cỏ cần nắp là đều nguyên zin hết cho các bác nhá. Tay ga của nó là tay ga bóp nữa. Tay ga bóp zin nguyên bản luôn. Đấy, rất là xịn sò. Con này thì đặc biệt sở hữu cái giật của nó là chụp giật trợ lực các bác nhá. Chụp giật trợ lực. Các bác cắt cỏ tầm 20-40cm trở lại vườn nhà mình có số lượng vừa. Rồi, các bác có cỏ số lượng vừa tầm thì là những con như thế này cực kỳ dễ dùng, dễ nổ nhá. Nói chung là cắt cỏ vừa tầm rất hợp lý. Con này thì các bác thấy tình trạng này, màu sắc này, tất cả đều nguyên zin, màu rất là mới. Rồi, em sẽ hướng dẫn sơ qua để các bác dần sử dụng con này nhá. Các bác e của nó thì các bác sẽ hất lên. Đây. Đi hoàn toàn là nắp xăng kín luôn. Đấy. Chụp giật nó là chụp giật trợ lực nên em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B10. Rồi,
Rồi, tình trạng máy nổ ga rất là gắt các bác nhá. Con này con số B10 nóng 34 ly. Giá con này là 1 triệu 600 ngàn các bác nhá. Giá cũng đã hoàn toàn bao ship cho các bác rồi. Máy rất là rẻ. Nói chung là dòng Echocurit thì thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Giá rất là bền nhá các bác nhá. Tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu các bác con số B11, một con máy hàng Echocurit nữa. Ở đây thì đằng sau này nó sẽ ghi thương hiệu Curit trên này các bác nhá. Curit. Con này thì công suất của nó là 23cc. Đây, nó ghi trên này là Curit RME2300. 23cc, dòng này là Curit đời mới các bác nhá, dòng Echo Paolo đời mới. Con này cũng có chụp giật của nó là chụp giật trợ lực luôn. Chế của nó là hoàn toàn là chế của Mro, chế TL 2 kim, loại chế cực kỳ xịn sò. Chế này thì các bác cắt cổ nhà mình là vừa tầm, các bác đeo Paolo lên thì cắt nhẹ nhàng, cực kỳ hợp lý luôn, rất là bền. Con này thì nó cũng có lỗ xả khí các bác nhá, lỗ xả khí đây. Đấy, các bác thấy lỗ xả khí này. Nắp xăng hoàn toàn là nắp xăng kín luôn, bình xăng của nó còn trắng tinh. Đấy. Nòng hơi bô biếc của rất là mới. Đấy. Em sẽ test nổ các bác nghe thử con số B11 này. Rồi, con này có số B11, nòng 32-33 ly. Giá con này cũng là 1 triệu 650 nghìn luôn các bác nhé. Giá rất là mềm cho các bác luôn. Các bác thấy tình trạng này. Màu sơn này cực kỳ mới luôn. Như một con máy mới đó, rất là đẹp. Đấy, tất cả đều nguyên zin. Con này có số B11, nòng 32-33 ly. Giá cũng là 1 triệu 650 nghìn. Tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu các bác con số B12. Con cuối cùng nhé các bác nhé. Con này cũng là con máy Paolo. Là con máy cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Con máy hàng tên của nó là Ryobi EKK-B 2670. Con này thì công suất của nó cũng là 26cc và lòng nó là 34 ly. Con này thì đặc biệt cả nãy là nó sử dụng là chụp giật trợ lực luôn và nó đi hoàn toàn là bố tum rời, cực kỳ chắc chắn cho các bác nhé. Xài rất là bền cái dòng này. Đấy, các bác cắt cỏ nhà mình khoảng tầm 1 hecta trở lại là xài những con này là rất là khỏe rồi. Cắt cỏ ngang đầu gối trở xuống là các bác dùng rất là ngon rồi. Con này thì được cái là rất là mới nhé. Các bác thấy thì màu sơn này. Đấy, màu sơn này như một cây máy mới luôn. Đấy, nó đi hoàn toàn là chế của nó là chế của Mro, chế nay trong nhá, chế có hai kim chỉnh này, chỉnh to nhỏ và chỉnh ganti. Đấy, e của nó đây. Lòng hơi này, bô biếc này, bình xăng dưới này. Dây đeo này, tất cả đều nguyên zin, còn rất là mới. Con này zin 100% cho các bác từ đầu bò chắn cỏ cần láp nhé các bác nhá. Rất là đẹp. Em sẽ test nổ thử các bác con số B12 này. Cách sử dụng của nó thì các bác lưu ý là mình bật công tắc nhá, công tắc của nó đây. Công tắc của nó thì nó có hướng dẫn này, các bác đóng xuống là mở này, đóng lên O là tắt này. Đấy. Nó có trợ lực nên rất là nhẹ nổ. Rồi, con này có số B12, nòng 34 ly. Giá con này là 1 triệu 650 nghìn luôn các bác nhá. Máy rất là rẻ mà đẹp cực kỳ luôn. Đấy, rất là mới. Rồi, em cũng vừa tranh thủ lên nhanh cho tất cả các bác là có 9 con máy cần và 3 con máy Paolo. Hàng hôm nay máy hôm nay cũng rất là đẹp. Các bác xem qua thấy những con máy nào ưng ý hợp với gia đình mình thì liên hệ em qua số điện thoại là 0947 nhé. Số của em là 0947594678 và số này cũng sử dụng Zalo các bác nhá. Các bác nào mà không có sử dụng Zalo thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em để chốt máy nhá. Rồi. Là cảm ơn các bác đã xem hết video. Nói chung là video của tôi đêm cũng khá là dài rồi. Xin chào và hẹn các bác ở những video sau. Xin cảm ơn các bác.